Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Huga Quỳnh, thì hôm nay Huga sẽ tiếp tục với các bạn về clip về leo găng đấu trường với đội hình tướng Kree. Thì cái chùm sao hiện tại này nó yêu cầu là người thú. Cái tăng cường ở đây là nạp lại trên dây ở đây á, là nó tăng cường cho các bạn là cái khả năng hồi MP. MP có nghĩa là cái thanh màu vàng á, nó nằm kế cái thanh máu á, khi các bạn đánh á. Thì cái thanh đó bạn có thể gọi là nổ khí hay là gọi là tích á. Cái thanh gọi là cái năng lượng tích trữ á, thì khi cái thanh đó nó hồi đầy á thì các bạn có thể sử dụng được cái ulti là chiêu cuối rồi ATK 50%. Người thú ở đây là những cái có thể hiểu là vừa giống người mà vừa giống thú luôn. Về cái những cái con tướng nào mà được buff ở chùm sao này bao gồm có con rùa biển nè các bạn, con này hộ vệ biển, con dạ ưng, Bucky, đứa con của ánh sáng nè, thợ săn thần chết, rồi rồng hỗn độn có thể xem là tướng Kree luôn ha. Còn những con tướng mua thì Huga không tính. Ơi, về dàn quân phòng thủ thì ở cái chùm sao này nó tăng cho các bạn nạp lại khả năng nạp lại trên dây, có nghĩa là hồi ulti nhanh hơn. Huga có thể sử dụng con này, Huga có thể sử dụng con Bucky. Thì để Huga cái ulti của Bucky á, thì như các bạn biết là nó gây choáng trong 5 giây. Nếu mà nó hồi lại nhanh hơn thì cái khả năng gây choáng của Bucky nó sẽ tăng cao hơn nữa. Ngoài ra thì 50% ATK sẽ giúp Bucky nó đánh cực kỳ thấm luôn. Dạ ưng là một cái con tướng mà nó đánh là đánh rộng, đánh khắp bản đồ thôi các bạn. Cho nên bây giờ Huga có thể dùng dạ ưng hồi máu hóa tiên, và Huga sẽ chọn một con tăng cơ nữa. Các bạn có thể chọn hiệp sĩ địa ngục, vì hiệp sĩ địa ngục nó có 2 mạng, hoặc các bạn chọn con hiệp sĩ hoa hồng. Hiệp sĩ hoa hồng thì nó sẽ bốc giáp cho các bạn trong 8 giây đầu tiên của đấu trường. Rồi, đây là cái đội hình phòng thủ của Huga. Còn như bạn nào mà muốn an toàn, các bạn có thể bỏ dạ ưng, bạn xài con thợ săn thú. Thì với cái đội hình này thì các bạn phòng thủ nó sẽ tương đối cứng hơn. Mà trong sau này dạ ưng mạnh mà, Huga xài dạ ưng. Dạ ưng và xè như một cái con sát thương vật lý chủ lực cho team này luôn. Ôi, bây giờ Huga sẽ đánh nha các bạn. Cái đội hình bên kia hiện tại thì nó có 2 con này hồi máu, 1 con sát thủ, 1 con tăng cơ, 1 con sát thương vật lý ha. Ôi, Huga sẽ chọn tăng cơ chính ở trong cái đội hình này, thường Huga sẽ sử dụng đó là con Bucky. Hồi máu Huga chọn con hoa tiên, thợ săn thần chết. Kèm theo đó là Huga sẽ chọn hiệp sĩ hoa hồng. Một vị trí nữa Huga lấy con hiệp sĩ địa ngục luôn. Ở cái đội hình này Huga mạnh dạn Huga chơi 3 con tăng cơ luôn. Tại vì cái nguyên nhân là con Bucky này nó được tăng thêm 50% ATK rồi. Thì cái sát thương của Bucky hiện tại nó đã khá cao rồi các bạn. Rồi bắt đầu nha các bạn. Wow, đây vừa vô thì hiệp sĩ hoa hồng đã búp cho Huga một cái giáp, mà cái giáp này có tác dụng trong 8 giây lần các bạn. Oh, con sát thủ này nó bắt ngu, nó bắt ngay một con tướng tăng cơ và nó đã bị một cái con tăng này nó dí theo, nó giết luôn rồi. Ây da, hiệp sĩ địa ngục đóng băng. Ôi rồi rồi, không sao, có thợ săn thần chết nó giết con sát thủ. Nhưng mà Huga cũng đã mất một con tướng hỗ trợ rồi các bạn. Huga mất hoa tiên rồi. Bên kia thì nó còn cả hoa tiên lẫn con búp bê phù thủy luôn ha. Cả 2 con tướng đó đều là có tác dụng hồi máu hết. Cho nên là Huga đang bị thiệt thòi về cái máu rất nhiều luôn so với cái tem địch. Nhưng mà cái sát thương của đội hình Huga gây ra thì nó ổn hơn. Do cái con thợ săn thần chết này nó được búp 50% ATK, mà nó là một cái con tướng mà vật lý nữa. Một con tướng vật lý mà được búp thêm 50% ATK vật lý thì các bạn cũng biết là cái sát thương của nó gây ra là lớn như thế nào rồi ha. Wow, xong. Huga đã giành chiến thắng trong cái đấu trường lần này rồi các bạn. Tiếp tục nào. Ôi, đây là một cái đội hình bên kia đấy các bạn. Nó có con hồi máu thì Huga cũng quyết định là Huga sử dụng có hồi máu như nó luôn. Rồi, tấn công nha các bạn. Lúc nãy á là bên kia nó có hồi máu và có sát thủ, còn bên này nó chỉ có hồi máu không. Thì khi mà cái đội hình nó không có sát thủ mà nó chỉ có hồi máu không á, thì các bạn dùng qua tiên á cũng rất là lợi. Tại vì có sát thủ á thì nó là một cái khắc chế rất là lớn đối với những cái con hồi máu như là con hoa tiên hoặc là những cái con tướng mà phép. Nhưng mà không có sát thủ rồi á thì các bạn rất là thoải mái khi các bạn chọn tướng bên đội hình mình.
Lúc nãy Huga đã đánh một đội hình có sát thủ và bây giờ Huga được chọn đội hình này là không có sát thủ cho các bạn xem nhá. Chết mày chưa, cho mày chưa nè. Hiệp sĩ địa ngục hả? Tao quýnh mày. Hồi máu lên nè. Đó. Đây, đầy cây máu hết luôn nè. Chết mày, chém mày. Nói, tay tánh quá. À, cái kill của thợ săn hình chết đó, rất là thốn các bạn. Bình thường á thì với một mục tiêu mà hứng ulti này á, nó đã gây một cái sát thương rất là khổng lồ rồi. Còn bây giờ á, nó đã được buff thêm 50% ATK nữa. Rồi nó gây cái sát thương này nó còn lớn hơn lúc đầu nữa các bạn. Rồi, tiếp theo cái đội hình này đội hình này là một cái đội hình nó có hồi máu ấy các bạn, mà nó không có sát thương giống như nó có hồi. Rồi tiếp theo đây có một cái đội hình khác đi các bạn. Đội hình bên này thì nói chung nó cũng khá là bình thường thôi. Huga vẫn sử dụng cái đội hình này của Huga để đánh. Vậy thì Huga có thể tua nhanh cho các bạn, tại vì cái nhịp đánh này nó cũng không có gì lạ hả. Leo lên mấy cái rank cao quá để Huga kiếm cái đội hình tướng mua. Huga đánh tướng mua cho các bạn xem. Ở bên kia có cái đội hình này nó sở hữu cái con V phù thủy các bạn. Con V phù thủy là một con tướng cũng khá là khó chịu với các bạn. Nhưng mà ở chùm sao này á, thì nó không được buff cho nên cũng không mạnh lắm. Thôi Huga tua qua luôn đi. Huga sẽ lên những cái gân cao hơn để Huga tìm những cái đội hình mạnh hơn cho các bạn xem á. Kiếm những cái đội hình tướng mua, đánh mấy con tướng mua cho các bạn xem. À, cái đội hình này có bé bự để các bạn. Bé bự đây, bé bự. Bé bự có chịu nổi, với là bé bự là một cái con tăng cơ cũng khá là mạnh đó các bạn. Nó tăng cơ khá mạnh, khá trâu và nó đi đấu trường thì cũng rất là hiệu quả. Nhưng mà để xem coi một con bé bự nó có thể đối phó được với những cái con tướng free của Huga không ha. Thật ra thì một mình nó thì không thể nào cân tem nổi rồi. Đấy. Choáng, choáng bé bự, chờ bé bự chết. Ái da, ái da, ái da, ái da. Rồi, Huga vừa chết con hoa tiên rồi các bạn. Chờ, hoa tiên của Huga nó ra đi vậy. Chết mẹ. À, bên kia thì nó không có hồi máu. Không sao, không sao. Chết con bé bự của nó là đi. Mày hả, mày hả. Hiệp sĩ hoa hồng, hiệp sĩ hoa hồng. Tao giết, tao bắn. Bắn mày, bắn này nè, hiệp sĩ hoa hồng. Tăng cơ, châu, châu, châu thợ săn thú. Thợ săn lú solo với thợ săn thần chết, con nào thắng các bạn? Đi 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 đi, kẻ lừa đảo qua cho mày lừa nha. Mày lừa được ai? Không lừa được chị đâu cưng. Nhìn cái con thợ săn thần chết, cái tướng đứng rất là đẹp các bạn. Ơi, còn một lượt đấu trường Huga sẽ kiếm ha. Có tướng mua. À, con người cây. Cũng khá là lâu rồi trong đấu trường Huga chưa đánh con người cây các bạn xem ha. Rồi hôm nay đánh người cây luôn. Bên kia nó người cây, nói chung là cái đội hình bên kia là cái đội hình phòng thủ khá là chuẩn các bạn, khi mà nó vừa có tăng, vừa có sát thương tầm xa, vừa có sát thương vật lý tầm xa, có sát thương phép hồi máu hỗ trợ. Thì nói chung lại đây là một cái đội hình rất là chuẩn của cái đấu của một cái dàn quân ha. Rồi, triển khai. Đây đây đây, người cây á thì nó cũng có cái kiểu khống chế rất là khó chịu nha các bạn. Ừ, nhưng mà người cây ở đây nó đâu không được xét vô cái nhóm người thú. Cái chùm sao này người thú mà người cây không có được búp ha. Chắc là do nó không phải là người thú mà nó là gọi là người người thực vật á, tại vì nó là người ghép với thực vật mà, gọi người thực vật thì đúng hơn người thú á, cho nên là chắc vì lý do đó mà nó không được búp luôn. Ấy, chết mày chưa, chết mày chưa, chết mày chưa, cho mày chưa nhỉ? Mày hả cây, hồi máu lên cho đội hình mình thu ghẻ. Hoa tiên của Huga nó hồi lên rồi. Thợ săn thần chết ta bắn bị bắn mày. À, trời ơi, cái ulti của thợ săn thần chết nó bắn ra rồi, rồi cái hiệp sĩ hoa hồng nữa. Đó, trời ơi, ý của ulti hiệp sĩ hoa hồng nó quăng ra một phát, các bạn đừng đi giết nhóc rất là nhiều con luôn các bạn. Hồi máu lên nữa nè, nói
Trời ơi, đánh muốn hết cái đội hình người ta luôn rồi, đội hình mình máu còn y nguyên luôn, không mất tí nào. Ôi, thì cái này Huga thăng được ba hạng thôi các bạn, tại vì Huga chọn đội hình Huga đánh. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nếu các bạn có gì thắc mắc cứ comment bên dưới video, Huga sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn. Xin chào.